Gì? Mẹ ơi, Sao? con muốn đi. Hả? Mẹ đi không? Mẹ hả? Mẹ đi không? Đi đâu? Đi về ăn kem quả đốt. Hả? Ăn kem quả, đi đó rồi ăn kem quả đốt. À, đi đón anh Ken và anh Rốt đó hả? Được. Thôi mẹ không đi đâu. Hả? Ba làm mẹ buồn rồi, mẹ không đi đâu. Mẹ, ba xin lỗi mẹ. Hả? Xin lỗi mẹ. Vung tay lại. Để lại hả? Vung tay lại. Xin lỗi mẹ. Ba xin lỗi mẹ. Ba xin lỗi đi đó. Rồi kêu mẹ đi đi. Mẹ ơi, sao? Ba xin lỗi rồi. Hả? Ba xin lỗi rồi. Bây giờ bố muốn sao? Mẹ muốn đi. Bố ngồi dậy nhìn mẹ nè, chứ bố nói thì mẹ có nghe đâu. Bố bố muốn mẹ đi thì bố đứng lên đi, bố nói là mẹ ơi mẹ đi với con đi. Mẹ đi với con đi. Con có yêu mẹ không? Có. Không phải. Dạ có hả? Đúng rồi. Dạ có. Đúng rồi, trời ơi em bố ngoan quá. Em bố ơi. Dạ.